the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Ok, xin chào các bạn. Tiếp tục quay trở lại với chủ đề AutoCAD và làm như thế nào. Thì ở trên cộng đồng AutoCAD Việt Nam do mình làm admin thì hôm nay có một bạn lại đặt câu hỏi là cách đây 47 phút trước, bạn ấy bạn Kim Thành. Bạn ấy muốn là array theo một cái đường chéo sao bây giờ để cho ra có được một cái kết quả như này. Đây là một cái bậc thang được chưa? Đây là một cái cầu thang và bạn muốn array những cái con tiện này lên theo một cái phương chéo như này. Thì bạn ấy vẽ ra được một cái con tiện rồi. Đấy, với kích thước ban đầu như thế này, bây giờ làm sao để các array được theo cái phương mong muốn được chưa? Thì chúng ta cái cách chúng ta dùng thì mình đã làm thử ra và thu được cái kết quả như thế này. Vẫn là dùng lệnh array thôi, nhưng mà chúng ta cần phải tư duy một chút. Thế bây giờ thì ngay lập tức thì mình sẽ các bạn mở CAD lên thì mình sẽ hướng dẫn ngay dành cho bạn cái phương pháp làm. Ở đây ví dụ như là cái bậc của chúng ta là dài khoảng độ rộng khoảng tầm bao nhiêu ạ? Thì là tầm khoảng 300 đi. Ok, đây cái bậc của chúng ta là khoảng tầm khoảng 300. Mình thiết lập về một chút về đơn vị này cho nó chẵn. Ok, 300. Phần chiều cao bậc bạn vẽ xuống là bao nhiêu? Khoảng tầm 150. Ok, ví dụ như vậy được chưa? Đấy, đây là độ rộng của bậc này, đây là chiều cao bậc này. Thế bây giờ các bạn này có một con tiện ví dụ như này, mình sẽ đặt ở giữa cái đỉnh này được chưa? Ở đây thì mình thì cái con tiện này mình sẽ vẽ tầm khoảng áng chừng nhé, mình sẽ vẽ lên trên này và mình sẽ vẽ đại lấy khoảng tầm 1-2 cái đường tròn đặt lên trên này nhé. Đấy. Đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ copy này lên. Đây là mình vẽ mình minh họa thôi này, nó cũng không được đẹp lắm. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ quan trọng là cái kết quả ấy chứ ạ. Thì ví dụ như tại đây rồi thì các bạn thấy là cái đường này, các bạn thấy đường x-line này không ạ? Thì đây là trên là cái phương của chúng ta, cái phương của chúng ta sẽ chéo lên này. Bậc thứ nhất và bậc thứ hai thì cái điểm này nó sẽ bắt vào điểm này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ array như thế nào? Array như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ có lệnh ARR đối với cái đời cao ấy. Thì để mà hiển thị ra được cái bảng hiệu chỉnh array giống như cái đời thấp thì bạn sẽ có lệnh ARR và nó hiển thị ra lệnh là array classic. Hoặc là các bạn sẽ gọi trực tiếp lệnh array classic nha. Thì nó sẽ hiển thị ra cái dòng lệnh này. Thì đây là bảng hiệu chỉnh của chúng ta, bạn sẽ kích vào gì? Rectangle array này. Nó sẽ hiệu chỉnh chúng ta về hạng dạng là column và row, dạng hàng và cột đúng không ạ? Tại đây các bạn sẽ chọn là gì? Hàng chúng ta để một hàng thôi. Column là bao nhiêu ạ? Các bạn sẽ để nhập với số 10. Đấy. Ở đây mà đầu mặc định nó là 0 đúng không ạ? 0 thì nó sẽ nằm ngang. Thế bây giờ các bạn sẽ cho góc này là bao nhiêu để cho nó chéo lên nhỉ? Cái góc này nó sẽ ôm cả cái cụm này và nó sẽ hướng lên nhé. Đấy, bạn thấy ạ. Thì bây giờ chúng ta không biết là góc là bao nhập vào bao nhiêu ạ, thì các bạn lấy cái kiểm bên cạnh này, cái mũi tên bên cạnh này, bạn tích vào đây thì bạn sẽ đo trực tiếp trên cái giao diện. Đấy, thì đo bạn không phải là phương chéo này thì bạn sẽ tích điểm đầu này, đấy, bỏ F8 đi và bắt vào điểm thứ hai thì nó sẽ ra được cái phương chéo lên của bạn, thấy chưa? Tiếp đến là gì? Phần column offset là tức là cái khoảng cách giữa các cái con tiện này nó lên là khoảng cách là bao nhiêu, bạn tích vào ô bên cạnh này, pick này, pick column offset này. Các bạn cũng đo đúng bằng cái ông này. Nó ra ở đây là 355 với cái thích kích thước mà mình đã vẽ sẵn từ đầu. Còn lại cái thông số này bạn để là 1 và bạn để là 1 nhé. Thì đây là kết quả, xem thử nó ra đúng luôn cho ta này. Select object là bạn lựa chọn đối tượng, lựa chọn cái cụm này, chúng ta array 9 đối tượng. Preview xem thử. Chọn chưa? Ok, kết quả của ta đã thu được. Như vậy, các bạn ấn cách và nhấn ok để chúng ta ra được cái kết quả này. Tại đây các bạn sẽ vẽ bệnh P-line này, nối vào đây thôi, nối điểm đầu, nối điểm cuối, tự khắc nó sẽ trùng nhau hết. Hoặc là bạn có muốn kéo dài ra thì tùy các bạn. Ok, vậy là cái kết quả chúng ta sử dụng lệnh array nó đã thành công và chúc bạn có thể làm tốt, ứng dụng tốt được cái phương pháp này vào trong cái công việc hiện tại của các bạn. Ok, xin chào.